Đức hộ pháp giết phơ cho quốc trường Notre Dame Sihanouk hay tin và xin hưởng chế độ lánh nạn chính trị. Tin ấy làm cho chính quyền cao niên xôn xao không ít, vì họ không biết được Đức hộ pháp tên Nam Giang hồi nào và đi đường nào, mà cả cơ quan an ninh, công an, cảnh sát của họ đều không ai biết. Báo hại khi rõ Đức hộ pháp có biên giới ngã xoài riêng thì toàn bộ gác ở biên giới đều bị phạt, bị phạt đổi đi hết. Âu cũng là một chuyến đi lịch sử, lạ lùng làm sao cho nhiều người bàn tán như là một chuyện thần kỳ. Qua công viên lưu trú được 4 tháng thì Đức Ngài bị chính quyền xe nút phái công an đến tịch thâu tất cả giấy tờ, hồ sơ hoạt động, chính sách hòa bình chung sống mà Đức Ngài đã gửi cho quốc tế. Thái tử Sihanouk còn nói rằng, nếu Ngài còn làm chính trị thì xin ra khỏi nước tôi, vì đất nước tôi nhỏ bé, e rằng không chịu nổi sự đàn áp của chính phủ Ngô Đình Diệm ở Việt Nam. Trước sự việc này, Đức Ngài có tâm sự với đồng tùy tùng là nếu chính phủ Sihanouk mãi đàn áp không cho ở đây thì sẽ qua Ấn Độ. Ban thanh trừng của tướng Nguyễn Thành Phương bị toàn đạo lên án nặng nề. Nguyễn Thành Danh vừa là anh ruột, vừa là cố vấn chính trị cho Phương, đưa ra cái thuyết gọi là khổ nhục kế để biểu lộ hành động nông nổi của nhóm họ. Hậu quả của việc thanh trừng này để lại rất lớn. Ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân, trên đất Cao Miên, Đức Ngài đã đưa ra bản tuyên ngôn xác nhận rõ việc lập quân đội Cao Đài như sau. Sau 5 năm 2 tháng bị đồ lưu nơi hở ngoại, bần đạo đã hết sức lực và tâm não đang nghiên cứu và thi hành các phương pháp bảo vệ phong trào cách mạng và giải ách lệ thuộc giống nòi, lại tìm phương hay bảo thủ tinh thần dân tộc, hầu đủ phương thống nhất hoàn toàn, tránh nạn Nam Bắc phân tranh, nồi da sáo thịt. Cái hậu quả bao vây tòa thánh bằng vũ lực của anh em quân đội rất trầm trọng, làm cho quân đội trong nhà phải đối đầu nhau. Nguyễn Thành Phương chiếm đóng vùng chợ Long Hoa đến cửa số 6. Đại tá Nguyễn Thanh Mừng đóng quân từ núi Bà đến cửa Hòa Diện, quyết sống mái với Phương. Còn thiếu tá Nguyễn Văn Đờn kéo quân vào đóng ở trong nội ô tòa thánh với chiêu bài ngăn chặn hai nhóm kia. Những hành động đó cho ta thấy quân đội đã rệu rã, phân quá đến tột cùng. Sau đó bản thân Phương cũng không chịu được diện đền ơn đáp nghĩa gì, mà còn phải ra tòa về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Phương cố thử uy tín của mình lần cuối bằng cách ra ứng cử phó tổng thống liên danh với Nguyễn Đình Quát. Tại Tây Ninh, Phương đã thua phiếu xa liên danh Trương Đình Du, chủ trương nói chuyện với mặt trận giải phóng miền Nam. Ngày tàn của Phương, linh cũ không được đi qua hộ pháp đường để chào sư phụ lần cuối, và cũng không được đến đền thánh để hành lễ Đức Chí Tôn. Đối với dân đạo, cuộc thanh trừng làm xáo trộn nếp sống sinh hoạt hàng ngày và đời sống kinh tế của nhiều người. Vì ban thanh trừng bắt bớ bất cứ ai chống bán hoặc ngọ nghi ngờ lòng trung thành với Đức Ngài. Đối với dân đạo trước năm 1945, còn đối với dân đạo từ năm 1952 đến 1954, họ hăng dọa, răng đe cho hồi cư về quê cũ. Nhóm trí thức đến giúp đạo trong thời kỳ này bỏ đi, các cơ sở trường học thiếu thầy giáo trầm trọng, kéo theo học sinh phải bỏ trường, tản lạc khắp nơi, liêu chiêu liếc chiết như bầy gà lạc mẹ. Dù đang lưu trú tha bang, nhưng Đức Ngài vẫn cho tiến hành hai phương án. Thứ nhất, một nhóm do sĩ tài Bùi Quang Cao thiếu tá Thoại cả Bạch Lập dự thảo chính sách hòa bình chung sống. Nhóm thứ hai do giáo đạo Quỳnh Hữu Lợi và các chức sắc thuộc Hội Thánh Ngoại Giáo lấy vật liệu xây cất báo ân đường
vì phần đất báo ân đường cũ bị nhà cầm quyền cao niên trung thu vào lợi ích công cộng. Không mấy tháng, nhờ công thợ tòa thánh sang, ngôi đền đã được xây xong về cơ bản, chỉ còn đổ lao công và nóc là hoàn tất. Ngày 26 tháng 3 năm 1956, Đức Ngài ban hành chính sách hòa bình chung sống do dân, phục vụ dân, lập quyền dân, cương quyết gồm 3 điểm chính. Thứ nhất, thống nhất lãnh thổ và khối dân tộc Việt Nam với phương pháp ôn hòa. Thứ hai, tránh mọi cách xâm phạm nội quyền Việt Nam. Thứ ba, xây dựng hạnh phúc hòa bình và tự do dân chủ của toàn dân. Chính sách này không làm cản trở một chính quyền nào, mà cũng không tranh lấy chính quyền, không chống bán chính quyền nào, cốt để cứu nhân loại khỏi dòng tội lỗi giết lẫn nhau. Đúng với tiêu ngữ nhân nghĩa của một tôn giáo, sở dĩ Đức Ngài tuyên ngôn chính sách hòa bình chung sống là vì hai khối cộng sản và tư bản đấu tranh càng khắc liệt. Để thực hiện chính sách này, ban túc trực Bến Hải được thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1956. Vị trưởng phái Lê Văn Thoại đã cắm được cờ Nhan Uyên trên nhịp thứ hai cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải. Nhan Uyên Kỳ là lá thư cờ trắng của thầy Nhan Hồi, dùng để khi nồi giống xô xát thì trương lên giải hòa. Sau đó ông Thoại bị mật vụ Ngô Đình Cẩn bắt ngay từ Quảng Trị, và ba người khác là Nguyễn Văn Kỳ, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Quốc Đại cũng bị cảnh sát bắt tại bến xe tỉnh. Tất cả đều bị giam tại lao xá Thừa Thiên, trên 3 năm mới được thả tự do. Cảnh sát Thừa Thiên còn bắt giáo sư Thượng Cao Thanh, tức là Mãi Tâm Cao, không trấn đạo Thừa Thiên vì bị tình nghi chứa chấp, và đưa đường ban túc trực tới Bến Hải. Sau đó ông bỏ xác trong ngục tại Quế. Năm ngày 23 tháng 10 năm 1961, sĩ tải Phạm Duy Nhung Thừa ủy nhiệm của Đức Ngài họp báo tại nhà với Kinh Lâm, Chợ Lớn trước báo chí Đài Phát Thanh trong và ngoài nước. Ông công bố các bức thư gửi cho các cường quyền Anh, Pháp, Mỹ. Ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt và tra tấn đến chết. Phong trào thánh sa thơ ngày càng lên mạnh. Các ông Chơn Nhân, Trịnh Phong Cương, Thừa Sử, Phan Hữu Phước đều bị bắt từ đây và bỏ mạng trong tù. Tính hết có khoảng trên 2.000 chức sắc chức việc và tín đồ trên toàn quốc bị bắt giam cầm. Đức Ngài có lập danh sách gửi đến Hội Nhân Quyền nhờ can thiệp mà không kết quả. Đáp lại, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các cường quốc nhiệt tình hoan nghênh chính sách của Đức Ngài, những hình như trước hình tình hình đó, Ngô Đình Diệm ra lệnh cho tỉnh trưởng Tây Ninh tổ chức lễ chào mừng tiếp nhận Hiệp ước Bình Thân, Bính Thân mà Bảo Thế Lê Phước Thiện đã ký với Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ ngày 17 tháng Giêng năm Bính Thân năm 1956, xác nhận tách rời chính trị ra khỏi đạo Cao Đài, thực chất là để phô trương thanh thế chính quyền nhằm trị quy, trấn áp tinh thần tín đồ Cao Đài. Tín đồ bị bắt buộc tham gia mít tinh bất mãn với thái độ bất cứng, nên Ngô Đình Diệm bực mình khiển trách hai viên tỉnh trưởng và trưởng ty cảnh sát, rồi về Sài Gòn. Nhân đó, tín đồ thừa thế tấn công các phóng viên quay phim, lấy cớ họ xâm nhập chỗ tôn nghiêm, mà thật ra là chiếm lấy các cuộc phim quay cuộc lễ. Nhân ngày Vía Đức Chí Tôn năm Đinh Dậu 1957, Ngô Đình Diệm đưa tiền mua chuộc một số người kêu gọi tín đồ mít tinh, trưng hình Đức Ngài và các biểu ngữ yêu cầu Đức Ngài hồi loan và đạo không đời không sức đời, không đạo không quyền. Một số người nhẹ dạ nghe lời tuyên truyền của các bộ thông tin
Ngô tổng thống đã chấp thuận cao đạo cao đài là quốc đạo, nhưng nhóm hòa bình chung sống đã hay tin sự từ khước trở về Việt Nam của Đức Ngài, nên họ phản tuyên truyền biến cuộc biểu tình yêu cầu Đức Hồ Bắc hồi lon thành một cuộc biểu tình đòi dân sinh chủ, chống bọn phản thầy phản đạo theo diệm. Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Giàng đành giấu diệu rồi giải tán cuộc biểu tình. Sau đó họ tìm cách bắt các người chủ trương chống kế hoạch làm cho cuộc meeting bị phá dở. Ngô Đình Diệm cùng được phái đoàn phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ lên tòa thánh áp lực hội thánh Lễ Tra Đức Cường Để. Tại báo Quốc Từ, một số chức sắc buộc phải đành biên nhận việc lấy tro cốt mượn danh nghĩa là đưa về quê thời, thật sự là đào tận rễ, không còn chút chi tiết chính trị nào giữa nhà Nguyễn và hội thánh cao đài. Đồng thời, Ngô Đình Diệm cho chiếm luôn nhà du khách sạn vốn là của đạo trước cửa chính môn tòa thánh, tăng cường thêm mật vụ để dò la các tín đồ thường lui tới cúng kiến. Mọi việc diễn biến từ Tây Ninh đều được báo cáo đầy đủ cho Đức Ngài hay ở Nam Giang. Trong thời kỳ lưu vong, Đức Ngài có cho ban hành nhiều văn bản như là thư gửi Chủ tịch Liên Hiệp Quốc và Thủ tướng Chính phủ các nước cường quốc ngày 20 tháng 3 năm 1956, gửi cho toàn đạo chức sắc tiên phong hội thánh nam nữ Tiệp Thiên Đài, Cổ Trùng Đài, Phước Thiện Phạm Môn cùng cả con cái chỉ tu trưởng phái để ghi đề kim biên ngày 23 tháng 3 năm 1956. Chính sách hòa bình chung sống đề ngày 26 tháng 3 năm 1956. Bản tuyên ngôn ngày 30 tháng 4 năm 1956. Trong đó có nói rõ lý do lập quân đội cao đài và từ đấy bất kỳ quân lực nào mượn danh Đức Đài đều là giả dối. Thư gửi cho chư đại đức toàn thể các tôn giáo đề ngày 3 tháng 11 1956. Thư gửi cho cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và cụ Ngô Đình Diệm, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 1956, và một bức thư khác đề ngày 26 tháng 4 năm 1956. Để bút đáp cụ Hồ Chí Minh từ Hà Nội gửi điện văn cho Đức Ngài, nội dung được trích ra như sau. Có hình ảnh đi kèm: cư ngộ nơi báo ân đường được một năm, thì thuận tuần tháng 8 lên bên Dậu 1957, thì có lệnh của chính phủ Miên bảo rằng kinh đô Nam Giang cần phải mở rộng hơn, nên phần đất của hội thánh ngoại giáo đã tạo lập thánh thất từ buổi mới khôi thai, cũng bị chính phủ Miên ra lệnh đuổi, buộc phải dời ra khỏi cách trung tâm thủ đô Nam Giang 3.000 mét. Do đó mới có sự thỏa thuận giữa các nhà cầm quyền, bà Âm Khâm Trăng Khâm Trấn Đạo, Quỳnh Hữu Lợi đổi miếng đất cũ 13 lô này, và Đức Ngài còn phải mua thêm 7 lô nữa. Miếng đất ấy dài 200 thước, bề ngang 60 thước, hiện nay nằm ở đường Tri Chay, để tạo tác báo ân đường sau này. Việc kiến tạo báo ân đường nói là do thánh ký của Đức Ngài. Chính phủ Miên chỉ cho phép cất bằng cây và lợp ngói có tính cách tạm thời, cho rằng đây là một ân huệ để Ngài có nơi tạm trú trong một thời gian mà thôi. Mặc dù bị chính quyền Sihanouk ngăn cấm, nhưng Đức Ngài ra lệnh bổn đạo phải xây bằng bê tông cốt sắt cho vững vàng, kiên cố để sau này họ không thể đuổi hoặc đàn áp chúng ta được. Đến ngày 4 tháng 1 năm 1958, Chủ tịch Đoàn Công Đức Thắng gửi thư mời Đức Ngài ra thăm Hà Nội có nội dung như sau. Chúng tôi vui mừng được biết ý định của Ngài muốn đến Hà Nội thăm đồng bào và tín đồ cao đài ở miền Bắc.
Chị chúng tôi, Quỹ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cá nhân tôi trân trọng 10 ngày đến Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, xin gửi đến Ngài lời chào thân ái, đoàn kết. Những diễn biến của Thế Nguyên liên tiếp làm cho Đức Ngài thất vọng, lao tâm trổn trí, khiến cho sức khỏe của Đức Ngài vốn đã ở vào theo tuổi xế chiều càng thêm suy giảm. Điển hình như việc xây thánh thất bị chính thái tử Nokomdo Sihanouk ngăn chặn vì Ngô Trọng Hiếu, đại diện chính phủ miền Nam Việt Nam bên cạnh chính phủ Cao Miên, sau khi thương thảo sự trở về của Đức Ngài không thành, họ cho rằng việc xây đền thờ chỉ là bình phong che đậy âm mưu dục loạn ở Cao Miên. Để giữ tình giao hảo với chính phủ miền Nam, Sihanouk ra lệnh trục xuất tất cả các công thợ về miền Nam. Những người này về nước đều bị cảnh sát Ngô Đình Diệm bỏ tù. Thêm vào đó, phong trào hòa bình chung sống bị đàn áp và bị bắt giam vô số kể. Mặc dù Đức Ngài có lập danh sách những người bị bắt gửi qua cho Hội Nhân quyền và Liên Hiệp Quốc mà không thấy kết quả gì. Lúc Đức Ngài lâm trọng bệnh, tuy đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Skamet, Đức Ngài các chức sắc căn dặn từng người từng phần trách nhiệm riêng biệt. Đức Ngài có nói với một ít tông đồ: trong tình thế ấy, ông Hồ Bảo Đạo được lệnh xin một lá xanh. Lá xanh đó có nội dung là: bao năm chìm đắm biển công danh, chỉ muốn bay cao dài nhạc thành. Đêm thấy thần ươm về báo mộng, mang lời ngọc chỉ của thiên đình vào một sáng nọ. Vào lối khoảng tháng 8 năm Bính Thân 1956, Đức Ngài cho gọi ông Bảo Đạo Hồ Tân Khoa cho biết Ngài đã thấy chữ Apothecia hồi đêm qua. Chữ này có nghĩa là vua chúa đại thần chết đặt thành đăng tiên, thành công rực rỡ theo chí hướng của mình. Nếu so với lá xanh và cuộc đời hoạt động đạo đời không ngừng nghỉ của Ngài thì hoàn toàn phù hợp. Bữa nọ thức dậy, Đức Ngài bước xuống giường nhưng bị choáng váng ngã ngửa trên giường, nửa trên nửa dưới. Đồng đạo lo thuốc thang chạy chữa cho Đức Ngài khỏe lại. Ngày 20 tháng 2 năm Đinh Dậu 1957, Đức Thượng Phẩm có dạy cơ khuyên Ngài đi bệnh viện vì lúc ấy Ngài đã đi đứng khó khăn lắm rồi. Đầu tháng 4 năm Kỷ Hợi 1959, viên cò cảnh sát Cao Miên thay vì báo tin cho ông Khâm Trấn Đạo lại đem giấy báo triệt hạ đền thờ mới xây vào thẳng bệnh viện cho Đức Ngài. Nhận được hung tin càng góp phần cho sự khổ tâm cùng cực của Đức Ngài. Sau đó Đức Ngài đòi về báo ân đường, nhưng đồng đạo và cô ba của Tư Nhất Quốc đưa thẳng Ngài đến bệnh viện Khmer, là bệnh viện lớn nhất của Pháp tại Nam Giang. Rồi sau đó, Ngài lập hẳn di ngôn và gửi lên quốc trưởng Sihanouk theo hệ thống hành chánh. Đức Ngài kêu gọi chánh phối sư Thái Khí Thanh Khâm Trấn Đạo Tần, Đạo Tần Quốc dạy rằng, ngày thứ bảy là ngày Hoàng thượng Sihanouk tiếp kiến thần dân Cao Miên theo lệ thường. Vậy hiền đệ và giáo hữu Thái Động Thanh hãy vào hoàng cung bái kiến hoàng thượng dân bất di ngôn của đà bằng đạo. Khi hoàng thượng Sihanouk đến với sân chầu, thấy các đám quân thần có hai vị mặc sắc phục trắng, biết rằng là chức sắc của cao đài, hoàng thượng đã gặp hai vị và nhận bất di ngôn và có nói về thưa lại với Đức Hộ Pháp. Hoàng thượng đã nhận bất di ngôn và chấp thuận những lời yêu cầu. Nguyên văn bản di ngôn được viết bằng tiếng Pháp, xin được trích phần nội dung được dịch lại như sau: thưa điện hạ, bần đạo gửi những dòng chữ này đến hiện hạ trên giường bệnh của bần đạo, bệnh viện Skarnes,
Sức khỏe của Bần Đạo nghĩ không còn cứu sống được bao lâu nữa. Vậy Bần Đạo gửi lần cuối cùng đến Điện Hạ và chính phủ hoàng gia cao nguyên tất cả lời cảm tạ chân thành và sự đối đãi rộng rãi của Điện Hạ và chính phủ hoàng gia dành cho Bần Đạo với đoàn tùy tùng và cho cả tín đồ của Bần Đạo. Bần đọc thành tâm cầu nguyện Thượng Đế Cao Đài và Phật Tổ ban hồng ơn cho quốc vương cao niên và cho Điện Hạ được chống thực hiện thành công vẻ vang chính sách hòa bình trung lập và chung sống hòa bình là chính sách đặc biệt ưu ái của Bần Đạo. Vì nó, Bần Đạo chịu hao mòn sức khỏe của cả cuộc đời mà Bần Đạo không thể thực hiện được. Bần Đạo thành tâm ước mong rằng Tổ quốc thân yêu của chúng tôi, nước Việt Nam có thể theo đuổi theo chính sách ấy trong một ngày gần đây, tay bắt tay đi với các nước cao miên trong đường lối thương yêu và hòa hợp giữa các sắc dân và nhất là giữa hai dân tộc Việt Miên. Bần Đạo sẽ lấy làm phước hạnh được yết kiến lần cuối cùng với Điện Hạ để tỏ bày tất cả những lời cảm tạ của Bần Đạo. Không biết sức khỏe Bần Đạo còn chờ được hay không ngày về của Điện Hạ. Dầu sao tình thân hữu thâm niên của chúng ta, nhân danh tình thương yêu và tình huynh đệ giữa hai dân tộc cao miên Việt Nam, nhất là nhân danh tương lai bất khả phân ly của hai nước chúng ta cao miên và Việt Nam, Bần Đạo cung kính xin Đức Điện Hạ cho một ân huệ đặc biệt và cuối cùng cho thánh thất chúng tôi khỏi chịu dưới lệnh phá hủy để giữ kỷ niệm độc nhất của Bần Đạo trên đất miên. Để giúp Bần Đạo có một ý niệm đúng đắn về tình hình, Bần Đạo trân trọng gửi đến Điện Hạ một bản sao thơ khẩn cầu của Bần Đạo vừa chuyển đến Hoàng Thượng. Bần Đạo giải thoát kiếp sống nơi đây, Bần Đạo xin chuyển cầu Điện Hạ cho phép Bần Đạo tạm gửi thi hài ở nơi đất miên dưới sự bảo vệ tối cao của hoàng gia cao miên. Ngày nào tổ quốc thân yêu của Bần Đạo là nước Việt Nam đã thống nhất sẽ theo chính sách hòa bình trung lập, mục tiêu đời sống của Bần Đạo, tín đồ của Bần Đạo sẽ di hài thi thể, thi hài về tòa thánh Tây Ninh. Bần Đạo khẩn cầu Điện Hạ, Bần Đạo khẩn cầu Điện Hạ và chính phủ hoàng gia, sau khi Bần Đạo thoát xác, dành cho đoàn tùy tùng và cả thiện nam tín nữ của Bần Đạo sự khoản đại rộng rãi và các sự dễ dãi như trước để tu hành theo tôn giáo. Biết rằng Điện Hạ sẽ chiếu cố đến đơn thỉnh cầu này, Bần Đạo sẽ thanh thản nhắm mắt đem theo cái kỷ niệm dịu dàng nhất trong cuộc đời của Bần Đạo. Cung kính xin Điện Hạ chấp nhận lòng tri ân vĩnh viễn của Bần Đạo. Đức Ngài trút hơi thở cuối cùng sau một cơn mệt vào khoảng 12 giờ ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi 1959, thọ hưởng 70 tuổi, thánh thể được đưa về thánh thất Tustrat bên cao miên. Đêm hôm đó, ông Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa và sĩ tài Cao Phò Long Đức Ngài có về cơ sắp xếp mọi việc và chỉ dẫn cách tẩm liệm. Ngài cũng có cho thi bài hiến lễ, nhưng do lúc này vừa ra đi mọi người vừa có thiên tiết nên các vị Phò Long thần bị yếu khó lòng viết thi. Sau đó Ngài mới giáng cơ cho bài khác thay thế cho bài đầu và được dùng cho tới ngày trót đã 3 năm ở xứ người. Đem thân đổi lấy phút vui tươi, ngờ đâu dạng sự cho thiên định, tuổi đã 70 cũng đủ rồi. Nhớ tiếc sức phàm thừa chống trội, buồn nhìn cội đạo luống chơi vơi. Rồi đây ai đến cầm chân quán, tô điểm non sông đạo lẫn. Chân thành cảm ơn quý vị đã thành thời gian theo dõi. Còn nhiều bài hay, xin quý vị hãy đăng ký để nhận được những cái thông báo khi có video mới. Chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thân tâm an lạc, vui vẻ và mạnh khỏe.